Thưa quý vị, cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 đã thắng lợi hoàn toàn vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đó cũng là thời khắc kết thúc hơn 100 năm Việt Nam bị nước ngoài chiếm đóng và chia cắt. Đây là những hình ảnh cuối cùng khép lại cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lá cờ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc phủ Tổng thống Ngụy Quyền. Chiến dịch Hồ Chí Minh, chiến dịch cuối cùng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã giành toàn thắng, thể hiện rõ bản lĩnh, ý chí của người Việt Nam không bao giờ khuất phục trước mọi kẻ thù xâm lược. Chặng đường đi tới ngày toàn thắng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là kết quả từ sự đấu tranh bền bỉ và hy sinh của nhiều thế hệ người Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.